Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với custom ai là trùm luyện rồng cộng với bí ẩn. Thật ra bí ẩn thì thêm vào để cho đỡ ít tướng quá. Tức là các bạn sẽ được chơi các tướng có tộc hệ cơ bản là luyện rồng và bí ẩn. Tuy nhiên là chúng ta sẽ bỏ chiêu Yu ra. Bởi thật ra tôi muốn là custom này là các cái con cóc được búp đồ solo với nhau thì nó sẽ rất là vui. Vì cái custom này nó khá đặc thù nên các cái hack mà các bạn sẽ cấm nó là sức mạnh đoàn kết này, để tránh cái việc là kiểu aura mạnh quá này, đồ hào quang mạnh quá, trái tim bí ẩn, bởi vì đội hình này chủ yếu là đâm phép này, tất cả các cái hack tiền nhanh tay lẹ mắt, xúc sắc, tiến hóa tự nhiên với cả hiệu triệu pháp sư đấy, những cái hack đấy nó sẽ giúp cho các bạn có kiểu hammer rồi là chase rồi là lulu sớm ấy, thì cóc nó mạnh hơn người khác quá mức ấy, nó không nhân phẩm lắm cho nên là sẽ cấm vậy thôi. Và giải thưởng thì vẫn là 200k, cấm thêm cả hộp Pandora nữa để tránh cái trường hợp là người quá dễ ghép cờ lệnh với cả cốc. Vòng này không có con gì cả không ạ, tranh đồ bình thường thôi. Lấy được giọt nước mắt rồi bố. Let's go. Vừa phải làm sao kiếm được con chít không ạ? Khai sáng à? Ok, khai sáng. Nhà này đã có cóc quay ba luôn rồi này. Hôm nay có con Nami có gì sai đâu mà ping nhỉ? Phê. Có rồi. Đang định roll tiền nhưng không roll bà lại tự ra các bạn ạ. Thôi nói chung là đầu chuỗi thua đi. Cứ nuôi cóc được là chuỗi thua các bạn ạ. Tí nữa roll Lulu với cả cheat 2 là hợp lý. Gì vậy? Búp cho con nào? Con Lulu ở ngon nhất. Cứ tầm này có ấn pháp sư cũng ngon. Thế là bây giờ mình lấy cái đầu tiên là mình lấy thêm vào trong bảng đã nhỉ. Ui thổi kìa. Cấp thổi đau vãi chưởng. Tôi nghĩ lấy cái đai đi. Đai 3 tiền nếu cho bảo 1 tiền thọt lắm. Có con cheat nhưng mà chả ai muốn lấy. Check hết của mọi người nhá. Tấn công điểm yếu khá là ngon để giảm hồi máu. Nhưng mà cái này có nhiều hồi máu không? Một đồ ra kiếm súng không ngon lắm. Ấn pháo này là một cái rất là chiến thuật để ra Chitana. Ok ngon. Chiến lợi phẩm à? Ô, chiến lợi phẩm hồi máu cho cóc ngon đấy. Sức sống mới bình thường, bài này không có tank nhiều lắm. Cứu thương không có hồi phục cái tank nhiều lắm. Trí tuệ siêu công nghệ bình thường. Cái custom này là ai 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 là người búp vào cóc khủng khiếp nhất, là người đấy bú nhất. À, các bạn nhìn trong con cóc này này. Ôi chết hết. Lâu lắm không xem anh vì ôn thi, giờ anh qua hẳn TFT rồi ạ. À? Ừ, được đấy, anh chơi tiếp đi nhiều, cáo em nhé. Ai cũng có những lối đi riêng, người ta thích carry Chitana cũng được. Mà tôi nghĩ là carry cóc chắc chắn mạnh nhất luôn. Ui. Anh em xem stream vui vẻ Thổi nha, kinh he thật. he. Ok nhá, cảm ơn em nhá. Nhưng mà chiến lợi phẩm của ông này ngon nhỉ. Ây da, mình thua luôn này. Không mà carry cóc ở đoạn sau cơ. Được dùng Nami các bạn ạ, custom này cho dùng bí ẩn nữa. Nhà này vẫn còn chưa nuôi cóc luôn, tích nhiều tiền quá. Tích nhiều tiền quá, các bạn không có cóc là toang, cóc tôi sắp lên được một cấp sao nữa rồi. Ui, thôi, thôi. Nhìn cóc thôi phê vẫn trưởng. Khách sau là gì? Lối đi riêng à? Đây rồi. Siêu cóc địa ngục các bạn ạ. Lối đi riêng bút được cho cóc mà đúng không? Cóc nó không tính hệ mà đúng không? Tôi biết hình như là bút được. Tôi tin lối đi riêng. Được. Rồi thôi. Nami. Hammer. Lulu Trace. Lulu Trace. Lulu Trace. Lulu 2. Một con Trace nữa thôi. Ok. Vào form rồi các bạn ạ. Cóc của tôi nhìn mốt máu rồi nhưng mà phải có chiến lợi phẩm nhỉ. Má mày hy sinh tất cả cho em với cóc chen. Em mà không làm được việc nữa là vứt vứt đi ấy. Và tôi nghĩ phải có thông đạo các bạn ạ. Không có thông đạo thì không ổn. Chít tự ra. Xong xong rồi không roll nữa.
Ui, cóc béo, con cóc béo, con cóc béo nhà tôi. Ui rồi đi bắt nạt. Khu, chết luôn. Phê thế nhở. Ui, nhìn nó bắn cả. Cái gì sẽ ngon nhở? Solari thì chắc là gậy ngon hơn giáp phế lắm. Chơi hay tết của mọi người nhá. Các đạo tặc không ngon lắm. Khai sáng của ông này ngon này. Bạn thân à? Bạn thân cũng được nhỉ. Carry cheat à? Các đạo tặc nữa không ngon lắm. Đồ được cái gì? Được cái diệt à? Đúng không? Không ngon. Chơi lợi phẩm ngon. Đấu trường hạ rồi bình thường. Ok. Lối đi riêng dùng được cho cóc các bạn. Lối đi riêng cóc của tôi là tăng lên khoảng mấy trăm máu này. Với cả một ít tốc đánh này. Các bạn nhìn em, tốc cóc người ta 0.6, cóc của tôi 1.70, gần 2 chấm tốc độ đánh cơ á. Wow. Con cóc của nhà mình là cóc trù luôn á, gần 2 chấm tốc độ đánh á các bạn ơi. Siêu cóc địa ngục các bạn. Nhìn nó, nhìn nó, nhìn nó. Nhưng mà cóc phải có hồi phục nhỉ. Cóc phải thổi được có một lần nó không ngon. Tôi nghĩ là hồi phục với cả chúng ta cần tanh nữa. Tanh kiểu như là thông đạo ấy. Ui nhà này mạnh này. À nhà này xài xài cũng hết tiền, cũng nami nam mủng. Tại vì cái cóc mình nó khè xấu quá. Ôi đã 3 sao rồi ông ạ. Thử xếp thế này thì sao, mọi người nghĩ sao? Để cho nó thổi theo một hướng ấy. Sojin Lulu 2. Đây rồi, đây rồi, một thổi, thổi này. Phê phê phê. Lần này cóc được sống này. Cóc phải thổi được 2 lần nó mới bỏ các bạn ạ. Lúc sau phải có chiến lợi phẩm thôi. Chiến lợi phẩm cóc thôi anh em ơi. Lò rèn thì có cái khiên ra ruin, nhưng mà không có cái khiên thì toang hả các bạn. Thang hoa thì tôi nghĩ là không hấp dẫn lắm. Bởi vì giao tranh này nó chúng nó giấy kết thúc nhanh. Kể cả phóng hỏa cũng thế. Roll lại nhá. Roll lại. Sức mạnh đoàn kết thì mình không được dùng rồi. Đây rồi, cóc khảm bảo thạch. Khảm bảo thạch hay là ba đồ nhỉ? Nhưng mà tôi nghĩ ba đồ ngon hơn là khảm ấy. Khảm cho cống hiến nhá. Khảm bảo thạch. Ông này có chế lợi phẩm này. Nào xem con cóc 3 sao của tôi nó. Chí mạng là chí mạng đi. Chứ chí mạng đi vậy. Cóc mình khả được 2 phát trong một giao tranh này. Ui vừa chí mạng thì phải. Đúng không, tôi nhìn nhầm không? Xem nào. Chuyên gia công nghệ bình thường được cái giao điện trừ khám phép thôi. Ông này sách chọn ấn mở ra một ấn bí ẩn à? Cũng được. Đỏ. Chế lợi phẩm ngon. Giáp thiên nhiên với căng thế nhở. Chế lợi phẩm ngon này. Hai cái cọc để tay ngon. Ông này đôi chế lợi phẩm nhưng mà cóc mini sắp chết rồi. Đợi nhà kia chết rồi anh em roll lại tướng của nhà người ta. Là đẹp. Có lão đại. Crit đúng không? Má phải thốn tê. Chạy lên 8 run bát à. Nhưng mà run bát thì cái lùi các bạn sẽ không có mấy con cheat với các thứ ấy. Của con bát ngâm áo trọc bạc luôn mà. Thôi kiếm đi. Cho cóc mạnh hẳn đi. Rồi giờ cóc tôi bắn rất nhanh rồi. Anh em mình roll thêm các bạn. Roll những cái tướng mà người ta vừa bị chết người ta để lại. Sao không có con gì vậy? Tại vì thật ra tôi nghĩ là bát nó cũng không mạnh lắm đâu. Lùi lùi. Ây da, chiếu con cóc rồi, thốn thế. May con cóc mình bắn nhanh. Ăn chiếu vẫn còn gỡ gạc được một tí. Ê. Bắn chết con cóc bên kia luôn. Đừng cho nó khẽ. Hay. Khẽ. Ây da, không khẽ được kìa. Thốn thế. Roll 7 à. Nhưng mà thế thì không ra được mấy con khác mà. Tôi nghĩ là roll đây rồi. Roll đây ra được cheat này. Cóc 4 sao rồi này. Xong rồi ra hammer với cả quan trọng nhất là tôi đang muốn Nami 2 các bạn ạ. Đấy. Nhà này cũng kinh các bạn, nó có cái chiến lợi phẩm nó lợi lắm. Nhưng mà một khe. Hai khe. Má dùng đam đi đấm hết kìa. Cóc bắn kìa. Giao điện cũng ngon nhưng mà mấy cái khác không ngon. Đổi lại nào. Một cái cờ lệnh.
Xong mình đúc lại huyết kiếm với một mảnh đồ à? Tôi nghĩ là đủ ngon rồi. Cốc này siêu tốc bắn à? Cốc đéo thì toàn tốc bắn này. Rồi lạnh nữa này. Huyết kiếm với cả ta đúc lại mảnh găng thì găng phế lắm. Ra cái đai à, dây chuyền trực tội cũng được. Morello thì sao nhỉ? Tìm băng chứ. Roll một tí đi, xem có con nào à xài được không. Just một roll nữa xem. Tức nghĩa dây chuyền trực tội đi. Cho cóc nó có tí hồi máu nữa các bạn. Nhà này lắm chiếu đấy, nhưng mà chiếu hút cóc thôi. Mày chiếu hút cóc nhà tao. Không đau lắm thế nhỉ. Chắc mình cần giao điện nữa các bạn ạ. Không đau ta khạc lần nữa. Khạc thêm lần 3. Mà cheat bản đau quá. Không trốn nổi con Nami 2 à? Tôi chủ yếu là muốn con Nami 2 ấy. Tôi chưa muốn con Bát là vì kiểu Nami 2 nó sẽ hồi phục cho cóc đấy. Nhà này cũng đẹp phết nhờ. Tanh ngon này. Cheat có Dam xong rồi có Lulu à. Con cóc trong cái custom này của mình mà còn không phải có ông trời nữa thì ra ngoài con cóc làm được cái mẹ gì nhỉ? Thì cái kiểu như là tối em tối ưu nhất cho cóc rồi đấy. 3 hack cho cóc xong rồi từng này đồ, tôi không biết là có thể tối ưu cho cóc hơn được nữa không ấy. À, ít nhất cũng phải thắng cái bóng của ông này chứ. Hammer 2, Nami 2. Thêm một con cheat 2 nữa cũng được. Thôi nào. Đấy, Nami 2. Nhà này cũng cóc 4 sao và cóc chiến lợi phẩm này. Cú phát được em ơi. Sức sống mới cho cóc cũng ngon cơ. Cú phát nữa đấy. Cóc thôi nó kinh quá giờ ấy. Quả nhìn con cóc nó bắn nhanh quá trưởng ấy. Ui cóc bát. Để cái giáp lửa vậy cho trâu. Chắc là để con Nami 2 vào bên này mới đúng hơn ấy nhỉ. Nhưng mà được cái là để Lulu thì con cóc nó bắn điên cực. Bạn nhìn con cóc của tôi lúc mà được Lulu búp ấy như kiểu chơi đồ ấy. Má bắn kìa. Tạch tạch tạch. Steroid không. Cóc tôi bắn thường đã to đam hơn cóc nhà người ta rồi. Mỗi tội là không con cheat nhà người ta gánh hơn. Con cheat mới là con chìa khóa trong custom này à. Cốc mình 3275 máu với 206 AP, tức là một chiêu khạc 412 dam. Nhưng mà đấy là còn phải tính bí ẩn vào nữa không ạ. Giáp thiên nhiên xong rồi lại còn carry cheat để xem. Tôi cũng không biết là con carry cốc nó ngon đến đâu, nhưng nói thật với các bạn là đồ tanh của tôi cùi, tôi không có đồ tanh như mấy nhà này. Nhưng mà đúng là cốc của tôi khả kinh không. Với là tôi không thích cái khảm bảo thạch lắm đâu. Chẳng qua chiều các bạn tôi lấy chứ tôi nghĩ khảm bảo thạch nó hơi cùi ấy. Không phải lúc nào cũng chí mạng được vì tỷ lệ chí mạng của cóc nó thấp lắm. Kiếm vào đây này. Anh em mình lên cấp hay là mình roll nốt một con nào? Tôi nghĩ là lên cấp đi. Hai bát ở cấp 7 luôn à, không phải là cấp 8 à. Ui, khá một phát này con bát nó gần đời đi luôn. Cóc nhà mình vẫn là chiến. Cấp chiến nhất rồi, mỗi tội là má tôi thích có chiến lợi phẩm ấy, chiến lợi phẩm thay vào cái khảm bảo thạch này bú lắm luôn đấy các bạn. Má nhìn con cóc bắn được, con bắn đi con điên cả. À cóc nhà kia có chiến lợi phẩm hồi đầy máu luôn kìa. Nào làm sao? Cóc nào mới là cóc xịn? Và nó cóc nào nó mới là cóc xịn nào? Ông cóc nhà mình. Úi dồi ôi, một trong tranh ăn bao nhiêu nốt nhạc vậy? Bóng của ông này Lulu tanker ấn bí ẩn cheat carry chứ chơi đéo thèm chơi cóc luôn ấy. Ôi nhưng mà cóc trong này được có 100 máu này, gặp bóng là free này, bởi vì con cóc cùi chẳng lẽ mình còn thua. Ui phê, gặp bóng là đã nhở. Cuối tuần này gặp bóng đã tại cóc nó không tính chỉ số, chơi kỳ ghê, chơi 30 chiếu. 30 chiêu bao giờ team mình ra được một chiêu vậy. Ông này có bát luôn à, cấp 7 luôn à. Một thổi.
Thổ chết con chít là thắng, còn thổ không chết con chít thì mình thua. Hai thổi. Ồ, bắn chết con chít rồi. Cốc nhà tôi rất lực điền các bạn, nhưng mà ui nhìn cốc khạc chí mạng kìa. Cóc mình đúng là kiểu cóc gánh hết luôn ấy. Mấy nhà khác là chít gánh lung ta lung tinh ấy, nhưng mà cóc của tôi, nhà tôi là cóc đúng cóc thổi luôn mà. Ông này chết rồi, ông này chết rồi, có bát rồi. Rôn. Cái nước mắt đi các bạn. Nỏ sét không cầm nổi nỏ sét đấy. Archangel cho Nami. Đỡ lên được chít 3 kìa. Loot. Yasuo. Mua mấy con 5 tiền để cố gắng biết đâu hay xui ra được bát rồi các bạn. Không được. Ây da, nhà này bát 2 cấp 9 luôn này. Các bạn mình không có tanh. Mà hụt rồi. Không ăn được, bát 2 cấp 9 mạnh quá. Cóc nhà tôi có nỗ lực rồi. Mấy nhà này chơi cheat carry chứ. Má nó thốn thật. Roll thôi các bạn ơi. Roll chả ra bot thì cả. Có một con bát thì nó bài tranh ra nhiều. Toàn ra con 5 tiền nào ấy. Để lại 10 đồng ấy. Sao lại đầu hàng? Chắc là bận việc gì đấy à? Ok. Nami, nhưng mà Nami để làm gì nữa đâu? Cho một con bát đi, cho đánh nó đỡ thọt. Thọt hơn nhà người ta. Ít nhất cho con bát kích hệ đi. Rồi cho thật đấy. Nice. Khóc là được. Nào, xem nào. Ui, người ta bát pháp sư kìa. Căng thẳng thế. Một thổi. Bát pháp sư luôn mà. Nhưng bị con bát của mình ném nó mất chiêu. Hai thổi. Cố lên, cóc ơi. Tao búp hết cho mày rồi đấy. Những thằng khác nó không được cái gì hết á. Mày cầm hết mọi thứ luôn á. Cóc ơi. Thổi đi em ơi. Thôi chịu, vẫn không thổi được bạn. Đấy là lý do mà tộc ba luyện rồng nó cần được búp. Ba luyện rồng mà không được búp ấy, thì các bạn có thể thấy là con cóc nó phế với đáy. Các bạn không thể nuôi được một con cóc béo hơn con cóc của tôi đâu. Này, búp full vào này. Xong rồi 4.625 máu. Đúng chưa? Hỏi thật là còn có thể kiếm đâu ra một combo búp cóc như nào không? Nhưng không, chúng ta dồn vào Chitana, cho Chitana bắn vẫn mạnh hơn cóc. Cố lên là cóc thôi. Thắng một giao tranh danh dự đi cóc. Chứ mày phế vật quá thế này thì ai mà. Ui dồi, thổi thế thì thôi đợi đi cóc rồi. Về nghỉ đi. Tôi biết là ông này đỏ với ông ra ấn bí ẩn nữa, nhưng mà công nhận một điều là con cóc nó vẫn phế. Con Chitana đang to hơn con cóc này thấy không? Tới đi. Cút tầm luyện rồng nhưng dạy nhất phục về Chitana carry. Tôi hơi chạnh lòng, nhưng thôi, chúng ta đã có một chút gì đấy vui vẻ. Ok.